Chào mừng bạn quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Dibaro Việt Nam. Ngủ quên hoặc bị bỏ quên trên xe ô tô đã tắt máy có thể khiến một người lớn tử vong trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Đặc biệt, điều này sẽ càng nguy hiểm đối với đối tượng là trẻ em. Trên thế giới đã ghi nhận không ít các trường hợp tử vong trong khi ngủ quên trong xe ô tô. Đây quả thật là vấn đề lớn mà chúng ta cần quan tâm, nhất là với những loác tài lái xe đường dài và xe chạy dịch vụ thường có thói quen ngủ trên xe. Nguyên nhân gây tử vong khi ngủ trên xe ô tô. Chắc hẳn chúng ta không thể quên vụ em bé học sinh tiểu học bị bỏ quên trên xe khi đến lớp vào buổi sáng dẫn tới tử vong. Vụ việc này đã làm xôn xao dư luận vào thời điểm đó. Cụ thể là hôm 6 tháng 8 năm 2019 tại Hà Nội đã xảy ra một vụ việc hết sức nghiêm trọng khi một em bé học sinh lớp 1 của trường tiểu học quốc tế Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của trường. Vụ việc đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng và những câu hỏi xung quanh việc tại sao nằm trong xe ô tô lại dẫn tới tình trạng tử vong. Thực chất, việc ngủ quên hoặc bị bỏ quên trên xe ô tô dẫn tới tình trạng tử vong là điều không lạ trên thế giới. Đã có rất nhiều bài kiểm tra, nghiên cứu về tình trạng này và đều kết luận nguyên nhân chính dẫn tới việc tử vong trên xe ô tô đã tắt máy là do ngủ trong môi trường kín, nhiệt độ cao và thiếu không khí. Cụ thể, trong một không gian kín, chật hẹp, không có sự lưu thông không khí cần thiết sẽ dẫn tới mức độ carbon monoxide tăng cao và lượng oxy giảm. Điều này đồng thời kết hợp với việc khí thải CO cơ học từ động cơ của xe phát thải ra sẽ khiến người ngủ trong xe cảm thấy bị ngạt thở, lượng oxy trong máu cũng nhanh chóng giảm và cơ thể bị mất nước và nguy cơ tử vong rất là cao. Khi ở trong xe hơi đóng kín thì cơ thể cũng dễ bị tích tụ nhiệt. Đối với trẻ em, tử vong do sốc nhiệt có thể xảy ra vì thân nhiệt của trẻ em có thể tăng nhanh hơn gấp 3 đến 5 lần so với người lớn. Khi thân nhiệt vượt quá 40 đến 42 độ, có thể dẫn tới tử vong. Vậy khi muốn ngủ trên xe thì cần lưu ý gì? Trong trường hợp phải ngủ trên xe, hãy lưu ý cần đảm bảo những điều sau. Thứ nhất, luôn bật tính năng điều hòa không khí trong xe và thiết lập ở chế độ lấy gió ngoài để đảm bảo việc lưu thông bầu không khí được thường xuyên. Chú ý, không nên ở trong xe quá lâu, vì khi bật chế độ lấy gió ngoài, hệ thống điều hòa sẽ lấy nguồn khí từ khu vực xung quanh xe, vốn đang bị bao trùm bởi lượng khí CO từ động cơ phát thải ra. Còn nếu bật chế độ lấy gió trong, không khí trong xe sẽ không được lưu thông mà chỉ làm mát, nguồn oxy sẽ không được đảm bảo. Do đó, nếu ngủ trong xe, bạn nên đặt đồng hồ báo thức chỉ khoảng 25-35 phút, tránh trường hợp chìm quá sâu vào giấc ngủ dẫn tới vô thức. Đối với một số mẫu xe đời mới hiện nay, hệ thống điều hòa đã khắc phục hạn chế bằng cách chuyển linh hoạt giữa hai chế độ lấy gió trong và gió ngoài sau 5 phút. Bạn hãy chủ động trong việc thay đổi giữa hai chế độ này để đảm bảo an toàn khi ngủ trong xe. Bên cạnh đó, cũng đừng quên chỉnh hệ thống gió điều hòa, tránh thổi thẳng vào mặt, dễ cảm lạnh hay sốc nhiệt, ảnh hưởng tới sức khỏe. Thứ hai là chọn nơi có bóng mát như dưới tán cây, mái hiên để đỗ xe. Điều này giúp chiếc xe không bị quá nóng và tỏa ra những chất khí gây ảnh hưởng cho sức khỏe con người. Thứ ba là tránh đỗ xe trong một không gian chật hẹp, nơi có nhiệt độ cao, bởi trong trường hợp này, ngay cả khi mở cửa xe thì người ngồi bên trong vẫn có thể bị thiếu oxy hay nghiêm trọng hơn là ngộ độc khí CO thải từ chính động cơ. Để tránh bị chết ngạt khi ngủ trong ô tô, điều quan trọng nhất là cần hé một chút cửa kính xuống khoảng 1,25-1,5cm để đảm bảo không khí bên trong và bên ngoài lưu thông, đủ oxy cho người ngủ trong xe. Hãy nhớ là phải luôn luôn hé cửa kính, dù bạn ngủ bằng cách nào. Điều này cũng giúp bạn tránh được rủi ro khi động cơ tắt máy đột ngột, hệ thống điều hòa trong xe hỏng và cả những đạo trích lăm le trộm đồ khi chủ nhân ngủ say. Phải làm gì khi thấy người ngồi trong xe ô tô bất tỉnh? Nếu nhận thấy người ngồi trong xe bất tỉnh, hãy nhanh chóng đưa họ ra ngoài, nơi có bầu không khí thoáng đãng. Sau đó, khẩn trương đưa người bị nạn vào bệnh viện hoặc các trung tâm y tế gần nhất để được các bác sĩ hỗ trợ. Tuyệt đối không tự chữa trị, bởi nếu không được can thiệp đúng cách, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của người bị nạn. Đã có không ít vụ thiệt mạng do ngủ quên trong xe ô tô. Đây là vấn đề nghiêm trọng, tuy vậy khá nhiều chủ xe chủ quan, thiếu kinh nghiệm, đôi khi vẫn mắc phải do lơ đãng hay một vài nguyên nhân nào đó. Nó có thể đánh đổi bằng chính tính mạng của bản thân. Vì vậy, hãy luôn ghi nhớ những việc cần làm khi muốn ngủ lại trên xe. Hy vọng video mà Dibaro chia sẻ sẽ hữu ích với bạn. Đừng quên ấn like kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe Dibaro để theo dõi những video review xe, hướng dẫn chăm sóc xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.